Chào mừng các bạn đến với tin tức Đắk Nông hôm nay, ngày 22 tháng 11. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 tại Đắk Nông. Nhiều hoạt động liên quan đã được tổ chức nhân sự kiện này. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 4, họp phiên thứ 22. Đắk Nông khởi động dự án thích ứng với hạn hán, và ảnh hưởng El Nino tới các tỉnh Tây Nguyên. Sáng 22 tháng 11, tại thành phố Giang Nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20 và hội thảo khoa học 15 năm phát triển công viên địa chất ở Việt Nam với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn 10 có bài phát biểu chào mừng nhấn mạnh đến việc chủ động đăng cai tổ chức một sự kiện khoa học mang tầm quốc tế đã khẳng định quyết tâm của tỉnh Đắk Nông trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các giá trị di sản, đặc biệt là các di sản địa chất. Đây là lần đầu tiên một hội nghị quốc tế về hang động núi lửa được tổ chức tại Việt Nam và chọn Đắk Nông là điểm đến đầu tiên. Việc chủ động đăng cai tổ chức một sự kiện khoa học mang tầm quốc tế khẳng định quyết tâm của tỉnh Đắk Nông trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các giá trị di sản, đặc biệt là các di sản địa chất với chủ đề bảo tồn và phát triển bền vững các núi lửa và hang động núi lửa. Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai mạc long trọng, đầy ý nghĩa, trong ngày 22 tháng 11, diễn ra nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện liên quan đến hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20. Các đại biểu tham dự đã được tham quan triển lãm ảnh, kỳ quan núi lửa và hang động núi lửa, tham dự hội thảo khoa học, 15 năm phát triển công viên địa chất ở Việt Nam, tham dự lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Murunsan, Hàn Quốc. Trước đó, tại lễ khai mạc, các đại biểu đã được xem chương trình nghệ thuật với chủ đề Thanh âm từ trái đất do các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân biểu diễn và những clip giới thiệu về núi lửa và hệ thống hang động của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Chiều 21 tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ 22 để giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Đối với nhiệm vụ trong tháng 11, theo đánh giá thì Thường trực các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt chương trình kế hoạch đề ra. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 và chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5 duy trì họp thường trực nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, triển khai tốt hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện bảo đảm theo quy định. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022. Ngày 22 tháng 11, tại thành phố Giang Nghĩa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, có buổi làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam để triển khai dự án thích ứng với hạn hán và ảnh hưởng Enino tới các tỉnh Tây Nguyên. Với mục đích phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo, dự án sẽ phát triển các giải pháp thông minh và thử nghiệm công nghệ mới vào việc theo dõi hạn hán, cũng như các dịch vụ khí hậu tại hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Trong đó, chủ yếu là tập trung tại lưu vực sông Serepok. Dự án sẽ được thực hiện ở quy mô, cấp độ khác nhau từ cấp nông trại, làng, xã, cấp vùng dự án do cơ quan hàng không vũ trụ Đức chủ trì và có sự tham gia của các đối tác đến từ Đức và Việt Nam với 8 gói công việc. Để đạt được các mục tiêu, dự án tiếp cận các phương pháp mới sáng tạo và kết hợp đa lĩnh vực như viễn thám, thủy văn, mô hình hóa khí hậu và thủy văn, thủy lợi, quy hoạch, các chính sách quản lý đất đai. Nằm trong chuỗi sự kiện tại Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 11, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham quan, lưu trú, trải nghiệm với các hoạt động văn hóa văn nghệ, ẩm thực, thu thập thông tin hệ thống hang động, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Những hoạt động này diễn ra tại huyện Cờ Rông Nô. Trên địa bàn huyện Cờ Rông Nô có 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống phục vụ chuyên gia, đại biểu tham dự hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20. Một số khu vực trong hang động phục vụ chuyến điền dã của đại biểu, các chuyên gia nhà khoa học gồm hang C1, C3, C4, C6.1, C7, C8, C9, P8 và cụm hang P11. Chính quyền địa phương và lực lượng an ninh xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho đoàn chuyên gia, nhà khoa học đến công tác. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại